Xin chào các bạn. Đấy, hôm nay mình mạnh dạn chia sẻ cái cách mà mình đã làm cho mặt mình căng mịn hơn mỗi ngày. Và mình là Thảo, năm nay mình 41 tuổi, hiện tại mình đang sống và làm việc tại Hải Dương. Trước đây mình rất là nhút nhát, mình không dám đứng trước ống kính để chia sẻ cho các bạn như thế này đâu. Nhưng sau khi mình biết đến thầy Long, mình học tham gia các bài tập video thầy hướng dẫn ở trên YouTube, và mình đã áp dụng và mình đã vượt qua nỗi sợ cũng như là muốn chia sẻ những cái điều tích cực tới các bạn. Và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cái cách mà mình đã thực hiện, đó là massage da mặt 5-10 phút mỗi ngày trước khi đi ngủ hoặc sáng ngủ dậy. Nếu làm được cả hai thì càng tốt. Mình thì sáng ngủ dậy và trước khi đi ngủ bao giờ mình cũng thực hiện các động tác massage như vậy. Chỉ có vài động tác massage đơn giản thôi. Và sau đây mình sẽ chia sẻ lại cho chị em. Trước đây da mặt mình rất là nhăn. Cái da nó nhúm xuống và nó trùng cái mắt xuống này. Và da nhăn chứ không được căng mịn như thế này. Mình rất là tự ti, thậm chí là không dám xoay gương ấy, rất là ngại chụp ảnh luôn. Nhưng bây giờ thì mình đã tự tin hơn rất là nhiều. Nhờ mình áp dụng các bước massage như sau. Đấy. Bình thường nếu ở trên giường các chị em mình thì có thể xoa nóng hai bàn tay, sau đó các chị em mình miết sang hai bên, từ giữa trán sang hai bên thái dương, từng tay một lần, từ hai tay một, từ 20 đến 30 lần. Chúng ta massage như vậy, nó làm lưu thông máu dưới da này, dẫn đến nó giúp cho chúng ta là cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất đến da tốt hơn. Thứ hai, chúng ta tiếp sau theo là chúng ta sử dụng các ngón tay, đầu ngón tay ta massage vùng quanh mắt, vòng tròn vùng quanh mắt. Sau đó chúng ta miết, miết kéo sang hai bên. Sự chị em phải kiên trì, cái này mình làm mình kiên trì, mình rất là kiên trì luôn, ngày nào mình làm giờ thành thói quen. Cứ trước khi rửa mặt hay trước khi đi ngủ hoặc sáng ngủ dậy, ta có thể tranh thủ chúng ta thực hiện. Tiếp theo, động tác tiếp theo, chúng ta dùng hai bàn tay, chúng ta miết từ dưới má, dưới cằm, chúng ta miết lên trên, hướng lên trên vùng qua trán ra sau đầu, vuốt lên. Chúng ta có thể lấy ngón tay chúng ta massage ra đầu luôn, đừng rất là thích luôn. Những động tác rất là đơn giản, rất dễ thực hiện, chỉ cần chị em mình chịu khó làm đều thường xuyên mỗi ngày. Đấy, đây là cách mình đã làm. Khi chúng ta thực hiện với mặt xong, chúng ta chú ý massage cho của cả khu vực cổ chúng ta. Đấy, chúng ta massage sang hai bên ra sau gáy. Vì mặt đẹp thì cái cổ chúng ta cũng cũng đẹp. Thực sự giờ mình rất là tự ti về làn tin về làn da của mình luôn. Đấy, chia sẻ cho chị em để cùng chị em mình cùng nhau làm đẹp. Sau khi mình làm sạch da mặt, mình có thể dùng kem, thêm kem dưỡng, và mình chỉ sử dụng kem dưỡng thôi chứ mình không dùng phấn, dùng trang điểm. Và mình sử dụng cái dòng kem dưỡng collagen của Oriflame, đấy, chiết xuất từ tế bào thực vật. Mình mua bộ này, mua cả bộ từ kem dưỡng mắt, kem dưỡng da ban ngày, dưỡng ban đêm và Shizum, và một tí sữa rửa mặt nữa là 2,5 triệu. Dùng 6-7 tháng mới hết hộp này. Mình dùng rất là thích luôn. Đấy. Sau khi dùng xong, mình sử dụng thêm các loại dưỡng da này. Khi sử dụng dưỡng da xong, mình có thể massage, đập đập. Chị em mình nhớ thực hiện để có làn da đẹp nhé. Rất vui chia sẻ cho chị em.
Bye bye.